xin chào tất cả các bạn. No, không có sang. Anh thấy giống như là coi một cái clip dance của những vũ công trong quán bar nước ngoài vậy. Phải như thế nào mới được ở trong cái vị trí đấy? Ai ở đây cũng từng diễn vedette cả. Và ai ở đây cũng từng diễn từ những bước chập chững chưa vào nghề. Dẹp hết tất cả máy quay đi, Minh Tú nói chuyện rõ ràng một lần. Tại sao lại đổi đồ thí sinh của Minh Tú ngay gần sát nút đi thi như vậy? Đây là cái cuộc thi, nó không phải là một cái show diễn bình thường. Và cái thi challenge này nó đã rất là căng thẳng rồi. Nếu mà thi không thắng nhưng mà cũng để cho người ta có cơ hội, người ta tỏa sáng để người ta tìm kiếm những cơ hội khác. 3, 2, 1, go! Lúc đầu á, em nói là em muốn về team của chị Phạm Hương. Nhưng khi em nghe được cả hai đều chọn em thì em bảo là em phân vân. Thì em đang phân vân cái gì? Tại vì khi mà nghe cái Duyên nói cảm giác rất là gần gũi. Nếu mà về đội của chị Phạm Hương, ví dụ mình có sức lực 100% thì mình phải cố đến 200%. Tại vì chị Phạm Hương là một người rất là khó tính. Vậy em thích những cái gì đạt được quá dễ dàng hả? Coi coi chị hiểu đúng hay sai nha. Em đang nói cái sự gần gũi đây là tại vì Kỳ Duyên nắm thóp được em là có vụ ồn ào gì đấy. Không phải. Tại vì thực ra mình vào chương trình này không phải là để giải quyết những việc ồn ào. Ở đây người mà thông minh và giải quyết được nhiều cái sự cố trong showbiz thì phải nói đến là chị Phạm Hương. Thứ hai, nếu mà nói Kỳ Duyên cá tính không, chưa chắc Phạm Hương cũng cá tính. Chị Tú ơi, là bây giờ chị đã có đủ hai thí sinh rồi đúng không ạ? Chị có quyền mà em, trong đây là chị có quyền để chia sẻ cái quan điểm của chị với thí sinh. Nhưng mà chị không thể nào chị đẩy thí sinh của em về rồi chị Hương như thế được không? Chị đâu có đẩy đâu, chị đứng quan điểm, người ở ngoài lúc nào cũng tỉnh táo hết. Chị nói lên cái quan điểm của chị, giờ em chuyện không cho nhà chị nói nào giải quyết của nhà đấy, ok. Nhưng mà anh này chưa thuộc nhà em mà. Em muốn hỏi Dung là cái mà Dung đang cần là cái gì? Cái mà Dung đang cần không phải là một cô hoa hậu. Tất nhiên đây không phải là một cuộc thi hoa hậu. Thực ra hoa hậu hay người mẫu nó chỉ là một cái danh xưng thôi. Điểm của Duyên xuất phát ban đầu cũng là hoa hậu. Sau khi hết 2 năm đương nhiệm, Duyên đã gần như là chuyển hẳn sang hướng thời trang. Trong suốt 1 năm vừa rồi, Duyên cũng đã góp mặt ở các show diễn của những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Những cái vị trí toàn là vedette thôi. Duyên đang có những kinh nghiệm về những cái đó. Thì Duyên có thể giúp Dung định hướng cái việc đấy như thế nào? Em ơi, nếu mà em xác định rằng là để nổi tiếng và chị diễn vedette thì xin lỗi chị không nhận em về team chị. Khi đã xác định mình là một người mẫu chuyên nghiệp thì cho dù mình diễn ở đâu mình cũng phải tỏa sáng. Nên đừng đem cái việc là diễn cho người này người kia là vedette để mà thuyết phục. Tại sao lại không ạ? Phải như thế nào mới được ở trong cái vị trí đấy? Ai ở đây cũng từng diễn vedette cả. Và ai ở đây cũng từng diễn từ những bước chập chững chưa vào nghề. Ồ, tại sao chị cứ phải như thế nhỉ? Em đang nói về cái công việc của em chị, em chưa có động chạm gì đến chị cả. Đâu có động chạm đâu, chị chỉ chia sẻ những cái quan điểm. Để nó chị nè, từ, đọc. Có liều viên Minh Tú. Chết rồi. Trái tim nó không chạm đến trái tim rồi em ơi. Chúc mừng Minh Tú đã tìm được một nửa của mình. Chị cẩn thận, hai dấu nam châm cùng dấu ở đẩy nhau nhá. Không sao, chị sẽ đẩy đội em ra trước, đẩy đội em ra trước. Rồi chị cảm thông tính không đội. Trong phần thi ngày hôm nay thì tuyên tập vấn đề về trang phục và không thật sự tự tin với cái bộ trang phục đó. Anh đừng quên nữa. Tại sao khóc? Nói lý do tại sao khóc. Tại vì trang phục cho thử thách lần này đã được chuẩn bị lúc trước đó khá là lâu. Đến khi mọi người thay đồ để chuẩn bị ghi hình cho thử thách tiếp theo thì Tiên lại được giám đốc thời trang giao cho một bộ đồ khác hoàn toàn với bộ đồ Tiên đã thử trước đó. Tất cả mọi người bận là đồ menswear, cái bộ đồ của Tiên là menswear. Trong khi mọi người á, một là quần sát, hai là quần tây, và nó thực sự thể hiện lên sự menswear. Còn cái đầm của bạn nó cấm như vậy thì làm sao bạn ấy nhảy những động tác như vậy được? Để mà các bạn có một cái sự hoàn hảo nhất thì các đã cố gắng chiều theo ý từng người từng chút, dẫn đến cái sự xáo trộn trong cái vấn đề trang phục. Thật sự Minh Tú nhịn rất là nhiều. Dẹp hết tất cả máy quay đi, Minh Tú nói chuyện rõ ràng một lần. Tại sao lại đổi đồ thí sinh của Minh Tú ngay gần sát nút đi thi như vậy? Đây là cái cuộc thi, nó không phải là một cái show diễn bình thường. Và cái thi challenge này nó đã rất là căng thẳng rồi. Nếu mà thi không thắng nhưng mà cũng để cho người ta có cơ hội, người ta tỏa sáng để người ta tìm kiếm những cơ hội khác. Thì bộ đồ mới lần đầu mặc mà nên không sao. Thôi bây giờ mình mang một khác để khi em mang lên. Kể cả thí sinh hay là huấn luyện viên của mình thì đều muốn cho đội mình có một cái sự tự tin và hoàn hảo nhất. Nên là Kha hoàn toàn thông cảm với thái độ của Tú. Sau khi huấn luyện viên Minh Tú nói chuyện với anh Kia thì Tiên đã được anh Kia chuẩn bị cho một bộ đồ khác.
phù hợp hơn để có thể tiếp tục tham gia thử thách của mình. Có biết là em đóng rất là nhiều MV và cái sự diễn xuất của em rất là tốt. Chị thì tùy hứng lắm, tự nhiên em bước ra chị thấy xinh quá thì cứ giơ lên chọn thôi. Chị Lan Khuê chị chọn em tùy hứng thôi. Có nghĩa là trong 5 giây chị vui cái chị chọn em. Cái gì mà tùy hứng là nguy hiểm nha em. Không phải ai cũng có thể đem lại cái hứng thú cho mình, đúng không em? Ba tôi muốn viết này chỉ là đàn em của chị thôi. Nếu chọn qua The Face, em không đấu lại với các thí sinh khác đâu. Về đây với chị để làm ngôi sao, làm diễn viên thì tốt hơn nhiều. Chưa vào cuộc chơi mà em đã nghĩ em không đấu lại thì thôi. Tú không chọn mà, để Thùy chọn thí sinh Thùy nè. Thì có quyền nói mà, thời gian phải sống em còn dài. Nóng quá. Đợi xíu đi, em quạt cho nó bớt nóng, ở đây nóng quá. Lan Khuê đang muốn đóng vai chị Đại nhưng không có dễ dàng đâu nha. Thấy cũng không có nóng lắm đâu, hơi lố đó. Em, nếu mà em chọn trong ba chị á, chị sẽ nhường chị Lucas. Bởi vì chị nghĩ là em cần một người có kinh nghiệm rất là nhiều năm. Chị không nhường Lan Khuê, nhưng chị nhường chị Lucas. Vậy là chị sợ chị Lucas khác rồi. Không phải là sợ, mà đây là sự tôn trọng. Quyết định ở em. Em xin chọn về đội chị Lucas khác. Ok, Ánh Quỳnh. Vậy là em đã có 3 huấn luyện viên chọn em với sự lựa chọn của Lucas vào lúc cuối. Trong em nó có duyên dáng, nó có cá tính. Với kinh nghiệm của chị, với chuyên môn của chị có thể giúp em tỏa sáng hơn trong chương trình. Em đừng nghe chị nói, chưa chắc em đã phù hợp với đội Minh Tú. Em có thể là có một gương mặt gợi cảm, nhưng mà em còn thiếu một cái sự sắc lạnh. Và chị sẽ giúp em điều đấy. Và sự lựa chọn của em là chị Minh Tú. Yes. Đúng rồi, ăn cá thì nhả xương, ăn đường nuốt chậm nha. Cá và ăn phi lê không nhả xương cho gió mệt. Có nghĩa là em thấy là em đi tốt hơn mà chị vẫn hỏi em đúng không? Được rồi, từ từ để chị hỏi. Từ cái thử thách đầu tiên cho đến thử thách ngày hôm nay, Khánh Linh đã cố gắng rất là nhiều. Em không có nói với Khánh Linh với cả Quỳnh Như rằng ra cả hai đều nghe tài năng sức như nhau. Cái sợi dây cơ hội nó mong manh lắm. Cơ bản là khi mà nhìn vào thì ở Quỳnh Như mới có cảm nhận được Quỳnh Như sẽ còn có thể bứt phá hơn. Khánh Linh yếu hơn rất là nhiều. Cái nguồn năng lượng cho lâu dài thì Quỳnh Như là người có khả năng bứt phá tốt nhất. Lan Khuê không thể nào nhìn nhận được cái năng lượng ở bên trong qua cái vẻ bề ngoài được. Tôi nghĩ là mình đã đủ công tâm ở đó để mà đưa ra quyết định. Về tất cả mọi mặt, Khánh Linh nhỉnh hơn Quỳnh Như. Khánh Linh yếu hơn rất là nhiều. Quỳnh Như chắc chắn là sẽ phát triển hơn và sẽ có sự bứt phá. Khánh Linh cũng đang cố gắng hàng ngày. Quỳnh Như cũng có sự cố gắng. Cái điều quan trọng của một huấn luyện viên đó chính là cái sự nhìn xa. Không có một bản sao chị nào hoàn hảo hơn bản chính. Khánh Linh quá giống với lại một nhân vật khác. Cái đó là em quan điểm của Lan Khuê. Tại sao bạn không nói được như vậy? Và Khuê đã đánh giá không có một nhãn hàng nào mong muốn lựa chọn một nhân vật nào giống với một nhân vật nào. Cái sự bạn đang nói xúc phạm đến cái người khác. Khuê đã thấy và Khuê đã đánh giá quyết định của Khuê thì mọi người hãy tôn trọng đi. Đừng để những cái tình cảm cá nhân vào chương trình. Cái sự cá nhân là ở đây. Suy nghĩ lại đi. Ở đây đừng làm hoa hậu thân thiện. Đừng làm Miss 10+1. Ok. Minh Tú bắt đầu có những cái lời nói nặng nề hơn thì Khuê nghĩ rằng đã đến lúc mình nên chấm dứt câu chuyện ở đây. Không có gì phải sốc, thì lúc đó lại rồi cũng phải chịu thôi. Ừ, cứ chờ coi đã. Lại thì cũng đã lại rồi. Minh Tú có nổi nóng với Lan Khuê cũng không thể nào cứu vãn được tình hình, thì Lan Khuê nghĩ rằng Minh Tú nên bình tĩnh hơn. Xin lỗi nha, đã dám vô nói chuyện với bạn, tôi rất là bình tĩnh rồi. Xin chào các bạn. Mỗi một người sẽ có nhiều cái tính cách khác nhau. Mình thân thiện, mình friendly, mình gần gũi, nhưng gần gũi theo kiểu gì? Không phải cứ xin chào tất cả các bạn. No. Hiện tại thì các bạn đã thấy mái tóc của mình đang rất là khô cứng và sơ rối đúng không nào? Nhờ sự trợ giúp của sản phẩm Tresemme Hip Protect Spray này che chắn và bảo vệ cái lớp tóc mình vào nếp trở lại chuẩn salon tại nhà. Giống như là đang cố để nhớ cái lời mà mình đã ghi chép sẵn. Gọn gàng hơn được một chút rồi đúng không nè. Bây giờ mình và các bạn hãy cùng nhau thực hiện một trong những kiểu tóc mang phong cách hiện đại trẻ trung của New York Fashion Week nhé. Các bạn hãy cùng mình thực hiện nào. Và bây giờ thì Linh sẽ
cuốn chúng lại với nhau. Cuốn chúng lại với nhau. Và hai phần tóc thừa này thì Linh sẽ cuốn chúng xuống phía dưới như thế này. Phương Linh hơi cố gắng gượng ép mình. Hôm nay tôi đến với các bạn để chia sẻ về clip làm tóc. Đầu tiên đây là sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm này xịt vô tóc kẹp. No, hoa hậu quá. Nó không phải là thật sự là beauty blogger. Nếu mà mình tốn mình coi sẽ leak. Cách posing môi miệng của mình hay ánh mắt của mình, mình cảm thấy như là bạn ấy đang cố quyến rũ một ai đó. Cái đó là việc trời sinh rồi và đó cũng là một ưu điểm mạnh của mình. Cái cự ly từ sự gợi cảm đến phản cảm nó có chút xíu à. Nó không chỉ đơn giản ở mức quyến rũ, nó over khỏi cái mức quyến rũ rồi. Nếu nói dùng là người quá over thì chị Minh Tú ở cuộc thi Asian Next Top Model bị nhận xét là thể hiện over quá về cái biểu cảm sexy của mình. Nhưng chị ấy lại nhận xét giống như vậy. Thì mỗi người đều có một cái phong cách và một cái định hình hướng đi riêng cho mình. Phong cách của Dung là sự gợi cảm và sang trọng. Nó không có sang, cảm thấy giống như là sang đang của những vũ công trong quán bar hết mọi người nhé. Nếu là một người mẫu thì sau này định hướng hình ảnh của em là gì? Sau này hướng tới của em đó chính là trở thành gương mặt đại diện quảng cáo. Định hướng hình ảnh là em sẽ muốn trở thành là hình ảnh như thế nào? Có thể là bây giờ em chưa định rõ đúng không? Chị sẽ là người giúp em, chị Thức sẽ là người... Để Minh Tú nghe được là em đó trả lời câu hỏi của Minh Tú đã. Xong rồi Minh Tú sẽ nhường cho Hoàng Thùy hỏi. Thật ra là định hướng của em đó chính là một người mạnh mẽ, cá tính. Trong con người em rất là nam tính, đam mê của em là bóng đá. Nên vì thế là người em rất là cứng. Nên là em còn một ai đó có thể làm cho em dịu dàng đi. Sau khi mà nghe câu trả lời của em, chị rất là xin lỗi khi chị phải bỏ cái tấm bảng này xuống. Bởi vì để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, em không có thể định hướng mình theo một cái hình ảnh nào đó quá cố định. You win.